Thưa quý vị, những ngày tháng năm lịch sử trên nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, từng dòng người đến đây dân những nén hương thơm tỏ lòng thành kính, sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đến những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lần lễ Nam Châu, chấn động địa cầu cách đây 70 năm. Những ngày tháng năm từ sáng sớm đến xế chiều, luôn tấp nập những đoàn du khách thập phương đến thăm viếng, dân hương tưởng nhớ. Từ những cựu chiến binh cho đến thế hệ trẻ, mỗi người một cảm xúc riêng, nhưng trên hết là tấm lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thật sự cảm xúc tại đây của em rất là bồi hồi, cảm xúc rất là khó tả. Là một thế hệ trẻ của tương lai, là một người bước tiếp những thế hệ mới của cha ông. Em thầm cảm ơn tất cả các liệt sĩ vô danh ở đây đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình. Họ đã hy sinh không vì tên, không vì gì cả, để vì non sông đất nước, vì nhân dân, vì đồng bào, vì Tổ quốc để chúng em có được ngày hôm nay. Nghĩa trang A1 là nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong đó hầu hết là các phần mộ chưa xác định danh tính. Đến nghĩa trang, nhìn những nấm mộ không tên, không tuổi, thế hệ hôm nay càng hiểu rằng con đường hạnh phúc, hòa bình được đắp lên bằng xương máu của bao thế hệ đi trước. Những thế hệ sau mãi khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người dân hiến cuộc đời mình vì độc lập dân tộc.